Sakegui, sati sata sahasa ni nama ni sirasa ang de sang tham mang ja sang khang ja ada re na nama mi hang nama kara nu pa we na han toa sap de upat na we aneka antaraya piwinasan tua se sato sắc đề purati maya di sa ya sắc ta awe ra su khi hòn tu sắc đề purati maya nu di sa ya sắc ta awe ra su khi hòn tu sắc đề đăng khi na ya di sa ya sắc ta awe ra su khi hòn tu sắc đề đăng khi na ya nu di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sát đề bát chi ma ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sát đề bát chi ma ya nu di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sát đề uttara ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sát đề uttara ya nu di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sát đề uparima ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sát đề hết thi ma ya di sa ya sát ta a về ra su khi hòn tu sắp đề sát ta a về ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp gia bất cha hòn tu ani kha hòn tu đi kha yu kha hòn tu aroga hòn tu sampat ti hi sa mit chan tu su khi at ta năng pariharan tu dukkha patta janit dukkha payapatta janipaya soka patta janis soka hon tu sap devi panino akasattha ca kummattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu jirang rakhantu sasanang akasattha ca kummattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu jirang rakhantu no garu akasattha ca kummattha devanaga mahittika Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rác hành tu nhà ta vô a ca sát tha cha phụng mát tha đê hoa na ga ma hê thi ca Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rác hành tu pa ni nô a ca sát tha cha phụng mát tha đê hoa na ga Mahitika Punyang no anumodan tu cirang rakan tu no sada Idang watano punyang asawak Kaya wahang ho tu anagate kale sa thủ Dạ, thời kích lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Sư chưa mở mic đó sư. Thưa sư chưa mở mic.
Sư mở mic rồi nhưng mà sư chưa mở màn hình hết trơn. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Xin chào các viên. Hôm nay chúng ta học một phần mới nữa trong lộ trình tâm ý môn, đó là phần lộ trình tâm đặc biệt. Lộ ý môn đặc biệt, tức là trong lộ ý môn thời Bình Nhật thì có lộ ý môn thông thường, lộ ý môn chiêm bao và lộ ý môn đặc biệt. Thì phần lộ ý môn thông thường, lộ ý môn chiêm bao thì chúng ta học rồi. Hôm nay ta học phần thứ ba, đó là phần lộ ý môn đặc biệt. Lộ ý môn đặc biệt ở đây nó có hai ý, tức là loại lộ trình tâm mà thành tựu trạng thái cao thượng thuộc thiền đáo đài hay thiền siêu thế, thì người ta gọi đó là lộ ý môn đặc biệt. Thứ hai đó là loại lộ trình tâm sinh ra, sinh khởi. Thì có những thứ tâm động lực kiên cố, tức là ở lộ trình tâm ý môn hôm trước mà mình học là lộ thông thường, ở lộ chim bao nó có động, cũng có động lực, nhưng mà động lực ở dạng đó thì cái tâm định nó rất là yếu so với cái tâm động lực mà có ở trong lộ trình tâm thiền. Lộ trình tâm thiền tức là cái sức mạnh nó mạnh hơn. Trong phần lộ ý môn đặc biệt này thì có các phần, đó là có lộ ý môn đắc thiền, lộ ý môn có lộ đắc, lộ tâm đắc thiền. Thứ hai là lộ tâm nhập thiền. Thứ ba đó là lộ tâm hiện thông. Thứ tư đó là lộ tâm đắc đạo. Thứ năm đó là lộ tâm nhập thiền quả. Và thứ sáu đó là lộ tâm nhập thiền diệt. Như vậy thì trong phần lộ ý môn đặc biệt này thì chúng ta sẽ có sáu bài. Và hôm nay chúng ta học cái phần đầu tiên, đó là lộ ý môn, lộ tâm đắc thiền. Lộ tâm đắc thiền. Trong lộ tâm đắc thiền, Akam Kachana Vithi. Trong phần này thì cũng có các phần như thế này. Thứ nhất là định nghĩa. Thứ hai đó là ôn lại sơ quyền 40 đề mục tu tập thiền chỉ. Thứ ba đó là ba loại định. Thứ tư đó là hai bậc thiền chứng. Thứ năm đó là biểu đồ của lộ tâm chứng đắc thiền. Thứ sáu là các chặng tâm trong lộ tâm đắc thiền. Thứ bảy là các tâm lộ trong lộ tâm đắc thiền. Thứ tám là các tâm có mặt trong lộ tâm đắc thiền. Cái phông chữ nó không có bằng nhau. Thứ tám là các tâm có mặt trong lộ tâm đắc thiền. Thứ chín là số lượng lộ tâm đắc thiền. Mười là lộ tâm đắc thiền xảy ra ở hạng người. Mười một là lộ tâm đắc thiền xảy ra ở các cõi.
Thì đây là 11 phần chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong bài học này. Thứ nhất là về định nghĩa về lộ tâm đắc thiền, về thiền. Thì khi mà đề cập đến lộ tâm đắc thiền đó là tức là nó liên quan đến việc tu tập thiền và chứng đắc thiền định. Thì thiền ở đây đó là sự thiêu đốt các nghịch pháp hay là các chướng ngại pháp, là các pháp mà nó làm cho cái việc tu tập của mình đó là không có tiến bộ được. Mà để liên quan đến ở trong trường hợp này đó là học về thiền chỉ, cho nên cái pháp chướng ngại ở đây đó là năm thiền cái, tức là mình có dục dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thủy cái. Năm cái thiền cái đó là năm cái chướng ngại của pháp thiền. Và khi mà vị hành giả tu tập chứng đắc được thiền định thì nó thiêu đốt được năm cái thiền cái đó, hoặc là nó dẹp bỏ được năm cái chướng ngại đó, thì tâm nó được bừng sáng lên. Thiền ở trong trường hợp này, trong thiền chỉ thì mình cũng có hai loại, đó là thiền thiện và thiền tố. Thiền thiền dành cho người phàm phu, là người tam nhân tu tập và chứng đắc được nó thì người ta gọi là thiền thiện. Thiền tố ở đây đó là dành cho trường hợp đó là bậc thánh A-la-hán khi mà các ngài tu tập thiền định. Tức là có những trường hợp bậc thánh A-la-hán là các ngài chỉ tu tập thiền quán, đoạn trừ được tất cả các phiền não, gọi là A-la-hán lạc quán, nhưng mà không có chứng đắc thiền định. Không có chứng đắc thiền định. Thì ở trong trường hợp như vậy á, mặc dù về tên gọi thì các ngài vẫn được gọi đó là bậc thánh vô học. Bậc thánh vô học, tức là trong 8 hàng bậc thánh thì có 7 hàng bậc thánh đó là hữu học và 1 hàng bậc thánh đó là vô học, tức là chỉ đo ao hàng quả, đó là theo bi diệt pháp. Thì vô học ở trong trường hợp này đó là nói về không cần phải tu tập để đoạn trừ phiền não và đạt được một cái kết quả vị nào đó cao hơn nữa, tức là chỉ có A-la-hán quả là đã hoàn thành cái đời sống phàm hạnh. Nhưng mà nếu mà ở trong trường hợp bậc thánh mà đã chứng được A-la-hán quả rồi nhưng mà chưa có thiền định, thì nếu muốn thì các ngài vẫn có thể tu tập thêm thiền định. Và cái hôm trước mình học cái bài mà lý do mà các bậc thánh A-la-hán mà các ngài vẫn tu tập thiền định đó, thì trong đó có những cái lợi ích, đó là ví dụ như là để làm gương cho người phàm phu, người mà chưa tu tập, người tu tập chưa có được thiền định. Thứ hai đó là để nếu cần thì các ngài có thể an trú trong tâm thiền, giống như nghỉ ngơi ở trong tâm thiền. Thì đó là cái lợi ích mà
cái vị thánh A-la-hán mà tu tập thiền. Thì ở trong trường hợp mà các ngài tu tập thiền, nếu mà bậc thánh A-la-hán tu tập thiền thì các ngài sẽ tu tập bằng tâm tố. Do đó khi chứng đắc được thiền thì người ta gọi đó là thiền tố. Thiền tố này chỉ dành riêng cho trường hợp bậc thánh A-la-hán. Thì đây là nói về hai loại thiền. Ở đây mình không có nói về thiền chỉ và thiền quán, tại vì ở trong trường hợp lộ đắc thiền này thì chỉ đề cập đến là thiền chỉ. Còn thiền quán thì không có đắc thiền, mà thiền quán là gì? Là chứng đắc được đạo quả. Cho nên ở trong trường hợp thiền này thì mình không có nói đến đến thiền quán. Phần 2 đó là nói về 40 đề mục tu tập thiền chỉ. Có ai còn nhớ 40 đề mục tu tập thiền chỉ? Dạ con nhớ thầy và sư. Rồi, ai nhớ kể nghe coi. Dạ thưa sư, 40 đề mục tu tập thiền chỉ thì gồm có 10 đề mục Kasina, 10 đề mục Asufa, 10 đề mục Anusati, 4 đề mục Phạm chú, 1 tưởng vật thực, 1 phân tích tứ đại và 4 thiền vô sắc là 40 ạ. 4 đề mục Phạm chú. Xin lỗi. 4 đề mục thiền vô sắc chứ. Đây là 40 đề mục. Tức là 10 đề mục Kasina, 10 đề mục Asufa, 10 đề mục Anusati tùy niệm, rồi 4 phẩm trú, rồi 1 đề mục tưởng nhàm chán vật thực, 1 đề mục phân tích tứ đại, 4 đề mục thiền vô sắc, 4 đề mục thiền vô sắc. 10 đề mục Kasina ở đây đó là có là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. Đây là 10 đề mục Kasina. 10 đề mục Kasina. Thì cái cách mà tu tập theo 10 đề mục Kasina này á, nếu mà ai mà muốn tìm hiểu chi tiết á, mình có thể xem ở trong Thanh Tịnh Đạo cái phần định. Trong đó giải rất là chi tiết từng phần, từng đề mục tu tập thiền chỉ, từng đề mục tu tập thiền chỉ. Còn cái phần bài học này thì mình cũng đã được nghe giải thích ở trong phần mà lúc mà mình học về thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Có thể nghe lại cái file đó. Rồi 10 đề mục Asopha đó là mình có là tự thi sinh trương, tự thi biến sắc xanh, tự thi nước vàng, tự thi có vết đứt, tự thi bị thú ăn, tự thi rời rã chi thể, tự thi bị cắt đoạn, tự thi bị bê bết máu, tự thi bị dòi rút, rồi tự thi còn xương cốt. Tức là chỉ cho những loại tử thi mà bắt đầu từ người ta đem đi bỏ ở trong rừng, rồi trải qua thời gian lâu dài, nó chỉ còn lại cho đến khi còn lại xương cốt thôi. Giống như cái xác chết mà chúng ta đem chôn rồi vài ba năm sau đó chúng ta đi lấy cốt lại thì chúng ta đi đào lại cái mộ để đem đi thiêu nó, thì chúng ta thấy là lúc đó nó chỉ còn lại xương thôi. Thì cái tử thi lúc đó nó chỉ còn lại xương cốt, tức là thịt nó bị rã rời hết. Thì cái tương tự cái tử thi mình bỏ trong rừng, nếu mà các loài thú ăn hết các phần thịt đó thì nó chỉ còn lại xương cốt, lâu ngày nó cũng gãy bể, giống như là cái giống là cây củi mà cây mục ở trong rừng vậy thôi.
Thì đó là một 10 đề mục ca si nát, rồi 10 đề mục tùy niệm, tức là có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm về giới, niệm thí, niệm thiên, niệm về sự chết, niệm về thân hành, niệm về hơi thở, niệm về tịch tịnh. Đó là 4, đó là 10 đề mục anusati. À, 10 đề mục anusati. Còn là rồi còn 3 đề mục, 3 đề mục, 4 đề mục phạm trú thì là từ bi hỷ xả, rồi 1 đề mục phân tích vật thực, 1 đề mục phân tích tứ đại tức là đất nước rồi gió, rồi 4 đề mục vô sắc tức là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì đó là 40 đề mục mà dành cho việc tu tập thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Liên quan đến việc tu tập thiền định đó, tức là trước khi chứng đắc được thiền thì hành giả sẽ có 3 loại định. Thứ nhất đó là việc tu tập, đó là có được giúp cho mình có được cái sát na định gọi là khanika samadhi. Thứ hai đó là cận hành định, cận hành định upachara samadhi. Cận hành định này đó là tức là cái tâm định có đủ sức mạnh để hành giả chứng đắc được thiền định, chứng đắc được thiền định. Rồi cuối cùng đó là an chỉ định. An chỉ định ở trong trường hợp này đó là chỉ cho tâm định mà của thiền. Là khi mà hành giả chứng đắc được thiền định thì cái tâm định đó người ta hay gọi là an chỉ định. Đó là 3 cấp độ của tâm định. Tâm định sát na định thì thông thường thì mình cũng có được, nhưng mà so với cái người tu tập thiền á thì cái sát na định nó có thể là được duy trì liên tục. So với mình thông thường thì sao, nó khởi lên nhưng mà cái sức mạnh của nó rất là yếu. Cái định của nó rất là yếu. Tại sao? Tại cái mình, nếu mà cái tâm thiện thông thường thì tâm thiện đó nó dễ bị chi phối bởi cái phóng dật. Cho nên có tâm định nhưng mà sát na định đó nó cũng rất là yếu so với cái sát na định mà có mặt ở trong tâm định. Nếu mà nó sanh khởi thì nhiều khi nó sanh khởi nhiều sát na liên tục, và nhờ đó mà nó tiến đến được cái cận hành định, và sau đó là an chỉ định. Đó là 3 loại định. Thứ tư đó là nói về 2 bậc thiền chứng. 2 bậc thiền chứng ở đây đó là chỉ cho thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Ở thiền sắc giới, nếu mà chúng ta thấy để ý đó, thì khi mà bậc thiền càng cao thì các chi thiền lần lượt bị loại bỏ, mà lẽ đương nhiên là tâm nó cũng vi tế hơn. Thí dụ như là khi mà chứng đắc được sơ thiền thì hành giả có đầy đủ 5 chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, để đoạn từ 5 triền cái, đó là dục, dục dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thủy cái. Nhưng khi mà chứng đắc được nhị thiền thì bỏ tâm, chứng đắc được tam thiền thì bỏ tứ, chứng đắc được tứ thiền thì bỏ hỷ. Và xin lỗi, chứng đắc được sơ thiền thì bỏ tâm, nhị thiền thì bỏ tứ, tam thiền thì bỏ hỷ. Rồi tứ thiền thì lạc và định, mà ngũ thiền thì là xả và định.
tức là các chi thiền được lần lượt bị bỏ đi. Yeah. Nhưng ở thiền vô sắc giới á, thì chúng ta thấy là chi thiền giống nhau. Tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ hay là phi tưởng, phi tưởng xứ, thì chi thiền của nó vẫn là xả và định. Xả và định. Nhưng mà tâm thì đương nhiên cái tâm của nó sao? Cái chi thiền càng cao thì cái bậc thiền càng cao thì tâm của nó thì càng vi tế hơn. Càng vi tế hơn. Đó là sự khác biệt giữa thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Và hai bậc thiền chứng, hai bậc thiền chứng ở trong việc tu tập thiền trị. Và đây là năm chi thiền mà đoạn từ năm thiền cái khi mà hành giả chứng đắc được thiền định. Chứng đắc được thiền định, tức là chỉ cần chứng đắc được sơ thiền thì có được năm chi thiền này. Thì ở đây mình có tầm, đó là đoạn từ được khôn thủy cái. Là vì khi mà hành giả an trú ở trong tâm thiền, trong tâm thiền thì tâm nó khăng khít với cái đề mục, tâm nó luôn hướng về cái đề mục, cho nên nó đoạn từ được khôn thủy cái, tức là không giải dự buồn ngủ. Nó giống như là tâm của mình mà mình thích cái gì đó. Mình cái buồn ngủ nó không chi phối mình được. Giống như là người mà bên ngoài mà người mà đam mê đánh tương sắc vậy. Tức là ngồi bình thường á, là ngồi tí là thấy đau lưng, buồn ngủ. Nhưng mà ngồi mà đánh tương sắc thì khi ngồi cả đi. Ngồi cả đi. Tức là tâm mình nó bị cái cảnh đó nó thu hút, cho nên làm cho mình không có buồn ngủ. Nhưng mà trong trường hợp đó thì nó là tâm bất thiện. Dạ. Còn ở đây đó là cái tâm ở trong tâm thiền, ở đây đó làm cho tâm mình được sáng suốt. Còn cái kia là tâm tham, tâm tham nó chi phối. Rồi tứ thì tứ là, vì tứ là bám sát đối tượng, cho nên lúc bây giờ tứ thì nó dẹp bỏ được cái hoài nghi. Hoài nghi. Sân thì trạng thái đó là hủy diệt đối tượng, cho nên ở đây là hỷ, nó đoạn trừ sân. Trạo hối đó là trạo, tức là ở đây út thách chát là phóng dật. Hối đó là sự cục cục chát, cục cục chát hối ở đây thì chữ cục cục chát được sử dụng ở trong hai nghĩa. Một đó là hối đối với những hành động thiện mà mình không được làm, hai là với những hành động bất thiện mà mình đã làm. Thì khi mà hành giả chứng đắc được thiền định thì nó có lạc, là dẹp bỏ được cái trạng thái tâm đó. Rồi định thì dẹp bỏ được cái trạng thái đó là dục, tức là sự mong mỏi trong các dục. Đó là năm chi thiền. Thật ra là ở trong sơ thiền là đã có năm chi này và đã đoạn trừ được năm thiền cái. Mà tại sao chúng ta vẫn thấy là thí dụ ở trong nhị thiền thì nó vẫn có là tứ hỷ lạc định, hoặc là tam thiền thì có hỷ lạc định, tức là các chi thiền này vẫn còn. Là bây giờ cứ mỗi, mặc dù ở sơ thiền thì tâm nó đã đè nén được các thiền cái này, nhưng mà chúng ta thấy là ở trong tâm định nó không phải giống như là trong tâm siêu thế, nó không phải là đoạn trừ tận gốc, mà nó chỉ là đoạn trừ ở mức độ đè nén. Thì mặc dù trong sơ thiền thì nó đã
có đủ năm chi thiền này và đã đè nén được năm triền cái này. Nhưng mà nếu sau tâm sơ thiền với so với tâm nhị thiền thì tâm sơ thiền nó còn yếu, so với tâm tâm thiện thì nó mạnh, nhưng mà nếu mà so với tâm nhị thiền thì nó vẫn lại còn yếu. Vẫn còn yếu. Rồi so với tâm tam thiền thì cái nhị thiền nó vẫn còn yếu. Dạ, tại khi mà tâm còn yếu thì sao? Nó dễ bị hoại thiệt, hoặc các triền cái này nó có khả năng phát triển trở lại. Mà trong thanh tịnh đạo nói như là giống như là lấy đá để cỏ vậy. Chỉ cần cái dẹp cái cục đá đó ra thì cỏ nó lại mọc trở lại. Dạ. Cho nên các chi thiền này nó vẫn còn là bây giờ khi mà tâm định càng cao thì cái sức mạnh đè nén các phiền não đó, các triền cái này đó, nó càng mạnh hơn, làm cho nó yếu hơn. Dạ. Và chính cái triền cái này, cái phiền não này nó càng yếu như vậy. Cho nên ở vị hành giả mà tu tập đã chứng đắc được thiền định rồi, nếu mà gặp được các bậc thánh, gặp được Đức Phật, họ dễ dàng chứng đắc được đạo quả. Yeah. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy là lúc mà Đức Phật ngày được giác ngộ, ngày quan sát coi ai là người có thể tiếp nhận cái giáo pháp mình của ngài và có thể được giác ngộ được nhanh nhất, dễ dàng nhất, thì lúc đó ngài nhớ đến đó là hai vị đạo sĩ, đó là Alarakalama Uttakaramaputta. Là vì sao? Là vì hai người này là họ là người đã chứng đắc thiền định, tâm của họ đã thanh tịnh ở mức độ là đè nén được năm triền cái. Cho nên chỉ cần hàng người này là giống như là hoa sen mà đã mọc lên khỏi nước, và chỉ cần có một tí ánh nắng mặt trời là lập tức nở ngay. Yeah. Nhưng mà lúc đó thì ngài phát hiện là những người này, hai người này đã chết rồi, thì ngài mới nhớ đến năm vị đạo sĩ là những người bạn đồng tu với mình, đó là Konanya Vappasatthiyamahana Mahavasichi. Những người này thì họ chưa chứng đắc được thiền định. Dạ. Nhưng mà do cái tâm bào mòn, cái phiền não, cái thời gian lâu dài, suốt một thời gian ít nhất là cũng 6 năm, 6 năm tu khổ hạnh với Đức Phật. Dạ. Thì trong 6 năm đó cho thấy là cái tâm của họ cũng được huấn luyện rất nhiều. Dạ, cũng được phát hiện rất nhiều. Cho nên là dạ, cho nên là vẫn nghe người ta nói đó là nói đó là mình nói thật sự là mình nói lại. Dạ. Đúng là nó không chứng đắc được đạo quả, nhưng mà việc tu tập thiền định nó sẽ giúp cho tâm mình ổn định, giúp cho tâm mình thanh tịnh. Và nếu mình chuyển sang việc tu tập thiền quán thì cái việc đó nó sẽ gặp rất nhiều thuận lợi. Và ở trong kinh Trung Bộ mà các tử mình học, mình cũng rất ít thấy Đức Phật, ít thấy trường hợp nào mà Đức Phật ngày giảng cho các tỳ kheo đó là vào trực tiếp ở trong cái phương pháp tu tập thiền quán, ít lắm. Mà phần lớn đó là sao? Là tu tập thiền chỉ. Ít nhất đó là chứng đắc được thiền sắc giới. Và nhiều nhất đó là, và cao nữa đó là tu tập thiền vô sắc giới. Rồi sau đó chuyển sang qua thiền quán và chứng đắc được thánh quả. Dạ. Thì điều đó cũng cho chúng ta thấy là cái lợi, có lợi ích rất nhiều ở trong việc tu tập thiền chỉ. Nó là cái nền tảng
sao giới là định, để giúp vị hành giả tu tập mà đoạn trừ được phiền não có cái điều kiện thuận lợi hơn. Rồi biểu đồ số 4 là biểu đồ lộ tâm chức đắc thiền. Ở đây mình cũng có một số đơn vị tâm lộ. Để trong phần chứng đắc thiền này mình có một số đơn vị tâm lộ mới mà chúng ta cũng cần để ý để mình hiểu được cái lộ trình tâm. Có chữ H đó là hộ kiếp, chữ R đó là rúng động, chữ D đó là dứt dòng, chữ KI đó là khai ý môn, chữ âm ớ dấu hỏi là chuẩn bị, tức là cái sắc na tâm chuẩn bị, âm ớ dấu nặng là sắc na tâm cần hành, u dấu nặng là thuần thứ, y dài dấu hỏi là chuyển tộc, e dấu quyền là thiền, tức là tâm thiền. Thì đây là các đơn vị tâm lộ trong lộ trình tâm chứng đắc thiền. Chúng ta cũng cần phải nhớ nó để chúng ta sử dụng. Tại các ký hiệu này thì có thể là mỗi một quyển sách người ta ký hiệu khác nhau tùy theo người ta chọn. Mình có thể chọn cái nào đó để mình dễ nhớ, nó gần gũi với mình và mình dễ nhớ. Mà nếu mình học ở đây thì mình sẽ lấy theo cái ký hiệu này để cho nó dễ. Thì trong chứng đắc thiền định đó, thì mình cũng phân ra hai hạng người, tức là hạng người trì căn và hạng người lợi căn. Trì căn tức là cái chữ trì ở đây tức là nó chậm một tí, tức là cái trí nó chậm hơn một bước, một sát na thôi. Thì ở đây đó là tâm đang ở cái trạng thái từ tâm cái trạng thái hộp kiếp, thì sau đó là rung động nhất dòng, rồi khai ý môn, chuẩn bị cần hành, thuần thứ, truyền tộc và thiền. Thì đây là cái lộ trình tâm trong lúc mà mình tu tập thiền á. Trong lúc mà mình tu tập thiền á, thì cái lộ trình tâm nó diễn ra đó là lộ trình tâm thiện qua lộ ý môn. Hoặc là thoạt đầu thì nếu mà tu tập thiền chỉ bằng cách là quán các đại mục, ví dụ như là đất nước lửa gió, thì xanh vàng đỏ trắng, thì nó có thể là lộ ngũ môn, nhưng mà sau đó là lộ ý môn. Ở trong tâm lộ bình thường, nhưng mà đến khi mà chứng đắc thiền định, cái lộ tâm này nó chỉ xảy ra đó là khi mình chứng đắc được thiền định. Còn nếu mà mình không có chứng đắc được thiền định thì lộ tâm này nó không có diễn ra. Không có diễn ra. Và mỗi một bậc thiền chứng thì cái lộ tâm này nó chỉ diễn ra một lần như vậy. Sau đó nó trở lại cái trạng thái tâm bình thường, giống như lộ ngũ môn hoặc lộ ý môn thông thường mà chúng ta đã học. Còn mình chứng đắc được thiền thì nó chỉ diễn ra một cái lộ trình tâm như vậy. Thứ hai đó là của người lợi căn, tức là người có cái trí tuệ nhạy bén hơn, thì nó thay vì phải chuẩn bị thì ở đây đó là bỏ luôn cái sát na chuẩn bị, mà lập tức sau khai ý môn đó là cần hành, thuận thứ, chuyển tộc và thiền, tức là nhanh hơn một sát na, nhanh hơn một sát na. Thì ở trên lộ trình tâm, vì mình vẽ từng sát na thì mình thấy là có hơn thua nhau một,
Nhưng mà thật sự cái tiến trình tâm của nó diễn ra ở trong lộ tâm chứng đắc thiền đó thì nó rất là nhanh. Một sát na nó chẳng vào đâu cả. Nó rất là nhanh. Rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ ở đây người ta muốn liệt kê cụ thể để cho chúng ta thấy là nó có nhanh chậm với nhau một sát na. Mà về tiến trình tâm diễn ra thì một sát na thì nó không có trong vào đâu, tức là nó rất là nhanh. Thì đây là phần biểu đồ của lộ trình tâm chứng đắc thiền. Nó có thể xảy ra một trong hai trường hợp này. Thứ sáu đó là phần tính bị chặn tâm trong tâm lộ đắc thiền. Cái phần tính chặn tâm ở trong tâm lộ đắc thiền là chúng ta cũng để ý một tí. Tại vì lúc mà chúng ta học ở cái lộ trình tâm thông thường á, ở lộ ngũ môn và lộ ý môn á, thì cứ mỗi một tên gọi khác nhau thì chúng ta tính nó một chặng. Nhưng mà ở lộ trình tâm đắc thiền á thì người ta không có tính nó như vậy, mà người ta tính theo cái công việc của nó. Công việc của nó tức là ở trong tâm khai ý môn á, nó làm việc mở cửa để cho các tâm khác nó sanh khởi. Thì như vậy tâm khai ý môn nó được xem là một chặng. Ở tâm chuẩn bị cận hành thuần thứ chuyển tộc á, chuyển tộc và tâm thiền á, thì tất cả các tâm này á, mặc dù nó có tên gọi khác nhau nhưng mà thực chất nó chỉ làm một cái công việc duy nhất, đó là sao? Là làm việc tổng lực. Là làm việc tổng lực. Tại vì cái tâm chuẩn bị cận hành thuần thứ và chuyển tộc ở trong trường hợp này á, là ở trong lộ trình tâm đắc thiền á, thì nếu mà với người phàm phu hoặc là bậc thánh hữu học thì các tâm này đó là các tâm thiện hợp trí. Các tâm thiện hợp trí. Nó có thể là thọ hỷ hoặc là thọ xả. Còn riêng tâm thiền, riêng thiền ở trong trường hợp này nó là chỉ cho tâm thiền. Nó có thể là thiền dục giới hoặc là thiền sắc giới. Nếu mà với người phàm phu và bậc thánh hữu học thì ở đây người ta gọi là thiền thiền, giống như nói lúc nãy. Nhưng mà nếu mà cái thiền ở đây là bậc thánh A-la-hán thì gọi là thiền tu. Thiền tu. Nếu mà thiền bậc thánh A-la-hán thì các tâm động lực ở đây á, nó là động lực tố hợp trí. Động lực tố hợp trí. Nhớ các tâm thiền á, và các lộ tâm ở trong lộ trình tâm chứng đắc thiền á, lúc nào cũng phải có trí. Ngoài trừ tâm khai ý môn thì nó không nói đi, nhưng mà các tâm còn lại làm việc ở trong lộ trình tâm chứng đắc thiền đều phải có trí. Đều hợp trí cả. Cho nên ở đây nếu mình tính chẳng á, cái ở dưới thì nó cũng giống nhau thôi. Nó chỉ ít khác nhau về mặt tâm lộ, nhưng mà về công việc thì nó vẫn giống nhau, tức là một tâm làm việc khai ý môn, còn chuẩn bị cận hành thứ chuyển tộc và thiền thì các tâm này làm một cái công việc chung, đó là làm việc động lực. Cho nên ở hai lộ trình tâm này thì nó chỉ có hai chặng, hai chặng tâm khách quan, đó là chặng khai ý môn và chặng động lực. Chúng ta để ý cái này ha. Để thôi mình quen tính ở phần trước đó, mình cứ thấy mỗi cái tên gọi khác nhau thì mình tính một chặng thì cái chừng nó bị sai đi. Bị sai đi. Bị tâm lộ. Tâm lộ thì nó vẫn giống như trước. Tâm lộ thì cứ mỗi một sát na tâm thì mình đếm nó một tâm lộ thôi. Thì ở đây mình có là khai ý môn là một, chuẩn bị là hai, cận hành là ba, thuần thứ là bốn, chuyển tập là năm, thiền là sáu. Như vậy thì cái lộ trình tâm thứ nhất của người trì căn thì có sáu tâm lộ, cái người lại căn thì có năm tâm lộ.
và năm tâm lộ khách quan. Cái tâm lộ thì nó dễ rồi, cứ thấy một sắc na thì kể nó là một tâm lộ, một sắc na thì một tâm lộ. Vì các tâm có mặt trong lộ trình tâm này thì ở đây chúng ta để ý, nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì ở đây là khai ý môn là một, cái tâm chuẩn bị cần hành thuần thứ chỉ chuyển tộc đó, nếu là một trong bốn loại tâm đại thiền hợp trí, một trong bốn loại đó, nếu mà tâm nào làm việc chuẩn bị thì tâm đó cũng làm việc cần hành thuần thứ và chuyển tộc. Thí dụ như là ở trong trường hợp này nó là tâm đại thiền thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì cái chuẩn bị cần hành thuần thứ thì nó cũng vậy. Rồi ở đây đó là tâm thiền, tâm thiền với người phàm phu với bậc thánh hữu học thì là thiền thiện. Còn ví dụ như ở trong trường hợp bậc thánh a la hán thì cái tâm ở đây đó là ví dụ như là tâm đại tố thọ hỷ hợp trí, tâm đại tố thọ hỷ hợp trí, thì cái tâm chuẩn bị cần hành thuần thứ chuyển tộc nó cũng là tâm đại tố thọ hỷ hợp trí, tức là một loại tâm đó thôi, nhưng mà sắc khác sắc na nha. Rồi ở đây thiền là tâm tố. Như vậy thì một tiến trình tâm xảy ra mặc dù nó có sáu sắc na tâm, sáu tâm lộ, nhưng mà tâm thì nó chỉ có ba thứ tâm, nó chỉ có ba thứ tâm thôi, tức là một tâm khai ý môn, rồi một trong bốn tâm đại thiền hợp trí, hoặc là một trong bốn tâm đại tố hợp trí, sau đó là một tâm thiền thiện hay là một tâm thiền tố. Một tiến trình tâm xảy ra thì nó chỉ có ba thứ tâm, nhưng mà nếu mình tính tổng quát thì khai ý môn là một, chuẩn bị cần hành thuần thứ chuyển tộc thì bốn cái tâm lộ này, thì nếu mình tính tâm tổng quát của nó đối với người phàm phu và bậc thánh hữu học thì nó là bốn tâm đại thiền hợp trí, trong đó là có hai tâm đại thiền thọ trí hợp trí thọ hỷ, hai tâm đại thiền hợp trí thọ xả. Cái đó là đối với người phàm phu và bậc thánh hữu học, người tâm nhân bậc thánh hữu học. Còn với bậc thánh a la hán thì cái chuẩn bị cần hành thuần thứ chuyển tộc ở đây đó là bốn tâm đại tố hợp trí, tức là hai tâm đại tố thọ hỷ và hai tâm đại tố thọ xả. Như vậy thì bốn sát na tâm này nó là có, nếu mình tính tâm thì tổng quát thì nó có tám thứ tâm, bốn tâm đại thiện và bốn tâm đại tố hợp trí. Thiền ở trong trường hợp này, nếu mà thiền sắc giới, thiền sắc giới thì nó có là năm tâm thiện sắc giới. Nếu mà thiền tố sắc giới thì nó có năm tâm tố sắc giới. Năm tâm tố sắc giới. Nếu mà thiền thiện vô sắc giới thì nó có bốn tâm thiện vô sắc giới. Nếu mà thiền tố vô sắc giới thì nó có là bốn tâm tố vô sắc giới. Như vậy thì sắc giới thì nó có 10 thứ tâm, năm thiện năm tố. Vô sắc giới thì nó có 8 thứ tâm, đó là bốn thiện bốn tố. Như vậy cái thiền ở đây nó có là 18 thứ tâm. Riêng cái sát na này thôi, nếu mình tính tổng quát thì mình có nó là 18. 18 thứ. 18. Rồi 4 sát na này nãy mình tính nó là 8. Như vậy là nó 26. 18 với 8 là 26. Thêm một khai ý môn nữa là 27.
Như vậy thì một tiếng tình tâm xảy ra thì nó có 3 thứ tâm, nhưng mà tổng quát thì nó có 27 thứ. 27 thứ. 27 thứ tâm khách quan. Cái này chúng ta tập nhìn và chúng ta tính nhớ lại bài học. Nhớ lại bài học mà mình học lúc mà tâm đại thiện, tâm đại tú, tâm thiện sắc giới, tâm tú sắc giới. Mình phải nhớ lại. Cho nên lúc mà học 121 tâm đó, tôi từng hay nhắc các tử đó là mình phải nhớ cho được cái số lượng tâm đó, mình phải nhớ. Để sau này khi mình học càng cao thì người ta chỉ nói qua, ví dụ người ta nói là 4 tâm đại thiện hợp trí, thì mình phải nhớ ngay đó là 4 tâm đại thiện hợp trí, tức là 2 tâm đại thiện thọ trí, thọ hỷ hợp trí, và 2 tâm đại thiện thọ xả hợp trí. 4 tâm đại tố hợp trí thì mình phải nhớ cho được đó là 2 tâm đại tố thọ hỷ hợp trí, 2 tâm đại tố thọ hỷ thọ xả hợp trí. Rồi nó có hữu trợ, vô trợ. Rồi thiền. Thiền thì khi mà nói tâm thiền thiền thì phải nhớ liền 5 tâm thiền thiền. Sắc giới thì, tố sắc giới thì phải nhớ cho được 5 tâm tố sắc giới. Thiền thiền vô sắc giới thì phải nhớ cho được 4 tâm thiền vô sắc giới. Thiền tố sắc vô sắc giới thì phải nhớ cho được 4 tâm tố vô sắc giới. Nói ra là phải nhớ liền. Thì nếu mình nhớ hết rồi thì người ta nói mấy cái này thì chúng ta sẽ hiểu ngay. Còn bây giờ nếu mà ai mà chưa nhớ được các loại tâm đó thì nói mấy cái này thấy khó, không biết nói gì. Thì đây là các tâm mà có mặt trong lộ trình tâm chứng đắc thiền. Bây giờ số lượng lộ tâm chứng đắc thiền. Nếu mình nói về cái hình thức mà lộ trình tâm chứng đắc thiền á, thì nó chỉ có 2 hình thức như thế này, 2 tiến trình tâm như thế này. Một là dành cho người trì căn, hai là dành cho người trường hợp thứ hai là dành cho người lợi căn. Nhưng mà ở trong tâm thiền á, thì cách tính lộ trình tâm á, được tính theo các bậc thiền chứng theo thứ tự, tức là sơ thiền là một lộ trình tâm, nhị thiền là một lộ trình tâm, tam thiền là một lộ trình tâm, tứ thiền một lộ trình tâm, ngũ thiền là một lộ trình tâm, mặc dù nó giống nhau. Thì tính từ sơ thiền tới ngũ thiền sắc giới á, thì mình có 5 lộ trình tâm là thiền thiền, rồi mình có 5 lộ trình tâm thiền tố sắc giới, như vậy là mình có 10 lộ trình tâm, rồi mình có 4 lộ trình tâm tức là vô sắc giới thì mình có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Thì thiền thiền vô sắc giới thì mình có 4 thêm 4 lộ trình tâm, thiền tố vô sắc giới thì mình có thêm 4 lộ trình tâm. Như vậy thì hồi nãy là mình có 10, bây giờ mình thêm 4 nữa là 8 nữa là 18 lộ trình tâm. Mỗi một trường hợp có 18 lộ, tức là người trì căn có 18 lộ, rồi người lợi căn có 18 lộ. Như vậy thì mình có tất cả đó là 36 lộ trình tâm. 36 lộ trình tâm. Tức là tính theo các bậc thiền chứng. Cứ mỗi một bậc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, mỗi một bậc thiền như vậy là một loại lộ trình tâm, mặc dù nó giống nhau nhưng mà người ta tính chi tiết như vậy. Ở đây mình có tất cả là 36 chính lộ trình tâm chứng đắc thiền thiền, chính lộ tâm chứng đắc thiền tố, và tính theo 2 hạng người, tức là người trì căn và người lợi căn, cho nên mình có 36. Bây giờ người
Người á thì như trước đây Kim học về người mà liên quan đến việc tu tập và sự khác biệt, thì ở người khổ thì không thể tu tập thiền được rồi. Người khổ thì không thể tu tập thiền được rồi. Dù cái người khổ đó, thí dụ như là chúng ta học ở trong Pháp Cú Kinh, Cú Kinh có cái câu chuyện mà có cái câu kệ ngôn mà cái cho nó sắp bát la phu cái chăng mát cha nó chi bị tăng cái chăng sát tham mát sáu năng cái cho của tha nó mốc và đô đó, là khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe gì pháp, khó thay Phật ra đời ở trong phẩm thế gian. Ở trong cái phẩm đó thì nói về Long Vương Erakapatta. Trước đây vào thời Đức Phật Kassapa là một vị tỳ kheo xuất gia 20.000 năm, tức là có tuổi thọ 20.000 năm, rồi chết sanh về Long Vương, có thần lực, có thể là hiện ra làm người. Dạ. Mà đến khi mà Long Vương này gặp Đức Phật á, rồi than với Đức Phật đó là cái khổ ở chúng sanh của loài bằng sanh, và cảm thấy hối tiếc trong lúc mà mình có được cái cơ hội làm người, thì Đức Phật ngài mới thuyết pháp cho Long Vương này nghe. Nghe pháp thì nghe được. Dạ. Nhưng mà bây giờ ở cái chúng sanh loài bằng sanh, chúng sanh ở cõi khổ, thì họ không thể chứng đắc được thiền định và đạo quả. Và đạo quả được, họ có thể nghe, có thể là gìn giữ giới được, nhưng mà họ không thể chứng đắc được thiền định và đạo quả. Là vì chúng sanh ở cõi khổ, thuộc chúng sanh cõi khổ là tục sinh bằng tâm tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, nó có cái nhân trí. Thứ hai, hàng người cho nên lúc mà thuyết pháp xong, dù vì thì Long Vương này nghe thì hiểu, nhưng mà không thể chứng đắc được đạo quả. Dạ, và lúc đó Đức Phật ngài cũng không có cách nào khác để ngài giúp được đối với chúng sanh như vậy. Dạ. Đây Đức Phật ngài cũng có nói là nếu mà Long Vương này là loài người á, thì sau khi nghe pháp xong là có thể chứng đắc được thánh quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà vì cái loài thú không thể chứng đắc được thánh quả được. Rồi cái hạng người thứ hai mà không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả, đó là người lạc vô nhân. Yeah. Lạc vô nhân dù người này được tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiền, nhưng mà vì thiếu cái nhân trí cho nên họ cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Rồi hạng người thứ ba mà không thể chứng đắc được đạo quả, đó là người nhị nhân. Không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả, đó là người nhị nhân. Người nhị nhân thì tục sinh bằng bốn tâm đại quả ly trí, là hai tâm đại quả thọ hỷ và hai tâm đại quả thọ xả. Dù là tục sinh bằng tâm quả thiền, nhưng mà nó vì nó thiếu cái nhân trí cho nên cũng không thể chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Yeah. Cho nên chúng ta để ý đó là, ví dụ như là do nhân duyên mình học Phật pháp này, mình làm phước này mà mình gặp được Đức Phật, gặp được các vị thánh đệ tử. Nhưng mà nếu lúc đó mình thuộc về người lạc vô nhân và người nhị nhân thì nó rất là uổng. Là vì sao?
dù mình nghe mình có hiểu pháp nhưng mà mình cũng phải tu tập chứng đắc được thiền định hay là đạo quả, là vì mình thiếu cái nhân trí. Cho nên trong việc làm phước đó là thường chư tăng hay nhắc các Phật tử mình đó là làm phước đó là phải tập cho có tâm tư. Tập cho có tâm tư, có sự suy xét trước khi làm, có sự suy xét trong lúc đang làm và sau khi làm. Thì khi mình làm phước với tâm đầy đủ, với đầy đủ tâm tư như vậy á, thì nó sẽ giúp cho cái quả của cái phước đó nó có cái nhân trí. Khi mình sanh làm người, nếu mà cái quả đó nó cho cái thiện pháp đó nó cho quả để sanh làm người hoặc làm chư thiên thì là người tâm nhân. Là người tâm nhân. Nếu là người tâm nhân thì nếu mình không được gặp Đức Phật, không được gặp được cái bậc thánh A-la-hán ở cái kiếp đó, nhưng mà nếu mình gặp được các bậc trí thức, mình nghe mình học hỏi Phật pháp, thí dụ trong đời sống hiện tại cái cơ hội để mình gặp bậc thánh rất là khó, mặc dù có thể là còn, nhưng mà cái cơ hội mình gặp rất là rất khó. Thì ít nhất đó là cái việc học hỏi hiểu biết Phật pháp của mình á, nó cũng tốt hơn do mình có được cái nhân trí, do mình có được cái nhân trí. Và xưa cũng hay thí dụ cho các Phật tử, đó là thí dụ như là hai người cùng bỏ ra 100.000 giống nhau mua một bó bông đi đến cúng Phật. Nhưng mà cái kết quả là nó hoàn toàn khác nhau. Cái quả của một bó bông nó có thể là cho người A đó là sau này nó có kết quả cho quả, lỡ mà nó cho kết quả đó là có thể khiến người A này sanh vào người lạc vô nhanh. Đương nhiên cái thiện pháp thì nó sanh vào người khổ rồi, nhưng mà sanh người lạc vô nhanh hoặc là người nhị nhanh. Nhưng mà nó có thể khiến người B nó là sanh vào người tam nhân cũng từ một bó bông đó. Là vì sao? Là vì cái tâm lý cúng dường khác nhau, có sự hiểu biết khác nhau, có cái suy nghĩ khác nhau, cho nên nó dẫn đến nó là cái kết quả khác nhau. Cúng bông vì thấy người ta cúng nên vui thì cúng theo. Còn có người cúng là có sự suy nghĩ, nghĩ đến Đức Phật đó là bậc xứng đáng để được cúng dường. Nghĩ đến đó là cái cơ hội tạo phước của mình rất là ít, vì cái đời sống của mình nó là vô thường, cái chết có thể đến mình với mình bất cứ lúc nào. Do đó là có sự hoan hỷ trước khi cúng, suy xét và trước khi cúng và trong khi cúng, và vui thích hoan hỷ với những thiện sự mà mình đã làm rồi, thì cái phước nó khác nhau hẳn. Cái phước nó khác nhau hẳn. Do đó bất cứ một cái thiện sự nào á mà mình làm tập cho có tâm tư á, thì đó là cái lợi thế khi mà cái thiện sự đó nó cho quả. Và đây là cái cũng là cái điểm khác biệt của người Phật tử khi mình làm phước so với người bên ngoài. Người bên ngoài á, chúng ta thí dụ như là họ đi làm từ thiện, họ giúp đỡ những người nghèo khó. Thì nếu mà tính về cái khía cạnh tốt thì đó là tốt, cái đó là tâm thiện, có thể là tâm thiện, nhưng mà chưa chắc là họ có đầy đủ là tâm tư. Đầy đủ tâm tư vì họ không biết cái đó, mà chỉ thấy thương người làm. Ví dụ thấy người ta khổ quá thì thôi giúp đỡ vậy là xong.
Thì khi mà nói đến cái này thì có người họ nói là sao mình làm phước mà mình còn giống như là mình còn có điều kiện. Thật ra cái đó nó không phải có điều kiện. Hoặc là có người là sao, nếu mà làm vậy thì mệt quá, sư tài phải suy nghĩ này suy nghĩ kia. Thật ra nó không phải như vậy. Cái đó là theo cách suy nghĩ của mình mà thiếu sự hiểu biết. Thật ra thì xin ví dụ như là nếu mình muốn làm một cái công việc nào đó lớn và mình muốn cái công việc đó thành công tốt đẹp thì mình phải sao? Phải lập ra cái kế hoạch, phải sắp xếp cái công việc để mình làm. Thì khi mình làm như vậy thì công việc nó mới được thành công tốt đẹp. Thì cũng vậy, ở trong cái thiền sự nó cũng vậy thôi. Muốn thành tựu được cái quả phước thì nó đòi hỏi mình phải có trí tuệ, phải có sự sắp xếp. Thì làm như vậy nó mới tốt được. Và cái đó nó không phải là mắc công, nó không phải như vậy. Mình nói như vậy là mình chưa có hiểu. Mình chưa có hiểu. Như vậy thì ở trong trường hợp này á, khi mình loại bỏ được, khi mình loại bỏ cái người khổ, người lạc, phu nhân, người nhị nhân á, thì trong 8 hạng người thì mình chỉ còn lại đó là 5 hạng người. Đó là người tam nhân, người phàm tam nhân và 4 thánh quả. Phàm tam nhân và 4 thánh quả. 4 người đạo thì mình không tính rồi, tại 4 người đạo nó không xảy ra trong trường hợp này được. Nó chỉ còn lại là người tam nhân và 4 thánh quả. Tuy nhiên chúng ta cũng để ý đó là trong 4 thánh quả này á, thì đối với bậc thánh tứ quả, chỉ có bậc thánh tứ quả thôi thì mới có lộ trình tâm, đó là thiền tố. Còn 4 hạng người còn lại thì chỉ xảy ra ở lộ trình tâm, đó là thiền thiện. Nhớ cái thiền tiện, thiền tố này. Vì cõi. Cái về cõi chúng ta cũng để ý. Khi nói về thiền thì mình cứ liên tưởng đến là sắc giới, vô sắc giới. Mà thật chất thì nó không phải như vậy. Tức là việc chứng đắc thiền, khi mình chứng đắc được thiền á, thì cái quả của thiền này thì nó sẽ đưa mình tái sanh ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới sau cái kiếp sống đó, nếu mình đang ở cõi người hoặc là cõi trời dục giới. Thì mình sẽ được sanh về cõi trời sắc giới hay là vô sắc giới tùy theo mức độ thiền chứng. Nhưng việc chứng đắc được thiền thì nó không phải là ở cõi thiền mới chứng đắc được thiền, mà ngay cả ở cõi người, chỉ cần là người tâm nhân và tu tập thiền thì người ta có thể chứng đắc được thiền định. Chư thiên mà họ tu tập thiền thì họ vẫn chứng đắc được thiền định, chư thiên sắc giới. Còn ở phàm thiên thì cũng nói rồi, ở tại đó thì họ tu tập thiền thì họ cũng có thể chứng đắc được thiền lại. Như vậy thì việc tu tập chứng đắc được thiền á, chỉ ngoại trừ ở cõi mà mình không thể tu tập được. Thí dụ như là ở cõi vô tử, ở cõi đó thì không có tu tập thiền được. Cho nên chúng sanh mà sanh về cõi vô tử á, sau khi hết tuổi thọ, sau khi hết tuổi thọ là họ sẽ sanh lại cõi người hoặc là cõi trời, chứ họ không được sanh lại ở cõi thiền nữa. Nhưng mà chúng sanh ở các cõi thiền khác á, thí dụ như là cõi cõi phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, hoặc là cõi vô sắc giới thì không vô biên xứ, thức vô biên xứ chẳng hạn. Khi mà họ sanh về cõi đó rồi, nếu mà họ không tu tập thiền á, tại cái tâm thiền á, nó chỉ cho quả một lần thôi. Nếu mình sanh về cõi đó rồi mình không tu tập thiền trở lại thì hết tuổi thọ ở cõi đó mình sanh lại cõi trời hoặc là cõi người, chứ mình không có được sanh lại cõi thiền. Nhưng mà nếu mình tu tập thiền thì sau kiếp sống đó sẽ giúp cho mình
sanh lại ở các cõi thiên tương xứng. Như vậy thì cõi vô tưởng là bỏ nó đi. Rồi chúng sanh ở cõi khổ, ở cõi khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh và Atula. Atula ở đây đó là tại Atula. Atula nó chia ra những phân chi tiết Atula. Trong Atula đó là nó có dạng là Atula thuộc loài chúng sanh địa ngục, Atula thuộc loài chúng sanh ngạ quỷ và Atula thuộc loài chư thiên. Thì loài Atula mà không thể tu tập chứng đắc được thiền định ở đây đó, nó chỉ cho loài Atula mà chúng sanh địa ngục và ngạ quỷ thôi. Còn Atula thiên thì họ vẫn có thể tu tập chứng đắc được thiền định. Thí dụ như là chúng ta thấy trường hợp Đức vua Bimbisara, vua Bình Sa, vua Bình Sa là sau khi chết là tái sanh, dù là xin lỗi, một số loài dạ so. Ví dụ như là dạ so a la quát cá chẳng hạn. Họ vẫn tu tập và chứng đắc được thiền định, chứng đắc được đạo quả. Thì hãy chứng đắc được đạo quả được thì họ có thể chứng đắc được thiền định được. Thì gọi Atula ở đây đó là thường là vì các chúng sanh này đó là thường hay nóng nảy. Cho nên họ sanh vào loại Atula. Vào loại Atula hoặc là được xếp vào loại chúng sanh Atula, tức là sống nhiều với tâm sân hận. Hoặc là do tâm sân hận mà đưa họ tái sanh về cõi đó. Thường là các gọi lại chúng sanh đó thì gọi là chúng sanh Atula. Thì như vậy thì mình sẽ loại bỏ bốn cõi khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, bằng sanh và Atula. Atula là cõi khổ. Tìm loại bỏ bốn cõi khổ qua cõi vô tưởng, tức là năm cõi. Như vậy trong 31 cõi thì mình loại bỏ năm cõi không thể tu tập chứng đắc được thiền định, thì mình sẽ còn lại đó là 26 cõi. 26 cõi hữu tâm. 26 cõi hữu tâm có thể tu tập và chứng đắc được thiền định. Cho nên lộ trình tâm này nó diễn ra được. Dạ. Thì đó là phần là cõi, liên quan đến cõi, tức là có 26 cõi. Và đây là cũng là phần nội dung của bài học ngày hôm nay. Xin kết thúc ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tạm biết lại cho rừng. Xin mời cô Phúc Vị. Dạ sa thú, sa thú. Dạ bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ ý môn, đặc biệt lộ tâm đắc thiền ngày hôm nay ạ. Dạ kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính chư sư, con xin thay mặt quý học viên hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasa tha cha phom ma tha de qua na ga ma hi thi ca buồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu sa sa nàng a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ca ma hi thi ca buồn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô ga rô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca
Bốn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nhà ta yô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nô sa đa. Y đăng vá ta nô bốn nhang a sa vá kha ya vá hăng hô tu anna gà tê ca lê. Sa thú. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Vi Diệu Pháp Căn Bản Online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư tinh tuệ, kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui trong mùa an cư ạ. Dạ, kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Sa thủ, con kính hành tri ân sư tinh tuệ buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con chào sư ạ. Rồi, chúc lớp sức khỏe.